Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay tiếp tục video clip buổi trước là mình đã đào lỗ cho chọc ghe gà, và hôm nay mình tiến hành mình gieo hạt, gieo cây xuống các bạn. Thì đầu tiên là mình chuẩn bị những thứ mà liên quan đến trồng trọt thì mình chở ra ngoài đồng các bạn. Đầu tiên là mình lấy giống đem ra các bạn. Giống thì mình chuẩn bị sẵn, bầu sẵn là đặt hàng của người ta bầu cho mình sẵn là một cây là 500 đồng các bạn. Tổng cộng là mình đặt 1.000 cây 500k. Đây là gom các bạn. Đầu tiên mình chở gom ra để cái này là để phủ cho gốc cây để cho nó ấm cây. Thì giữ độ ẩm cho cái gốc cây tránh mất nước được các bạn. Thì gom này là mình lấy ở dưới ruộng các bạn. Cái này mình mướn máy nó cuộn lại cho mình. Ok, thì mình đầu tiên là mình sẽ sơ lược để cho mọi người biết các trình tự để trồng các bạn. Đầu tiên là mình đã đào đội sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần làm cho nó dẻ cái đất ở trong lỗ đó thôi, cho nó nhuyễn ra. Thì cái bầu nó có một cái cây ghim, cái bầu lại mình gỡ ra và mình lột ra, lột cái bầu đó ra. Mình đặt xuống lỗ, mình lấy đất nhuyễn mình đắp lại xung quanh các bạn, cho nó bít cái bầu mà được rồi. Tránh trường hợp mà đắp cao quá nó sẽ ảnh hưởng, nó gãy cái cây còn non nó gãy. Sau đó mình sẽ lấy gom hồi nãy mình tủ xung quanh gốc. Nhớ tủ là ít thôi bạn, tại cây còn nhỏ, tủ nhiều quá nó phức cây, nó dễ chết. Tiếp là mình khi mình tủ xong thì mình bắt đầu tưới nước cho nó. Thì lần đầu tiên mình tưới nước là mình phải bắt buộc phải tưới thật là nhiều nước để cho nó thấm vào đất, đất nó xốp lại. Tránh trường hợp các bạn tưới để cao quá nó sẽ bị gãy đọt các bạn. Cây còn non. Ok, đó là sơ lược về quá trình trồng, bây giờ mình bắt đầu tiến hành các bạn ơi.
quả rồi. Sáng nay em trồng được khoảng 20 cây. Thì mấy cây vừa hỏi mình có quay cho các bạn, giờ mình chặt hết rồi, rồi trống trống, cho có ánh sáng để cho cây vừa cả phát triển. Ổn không? Chặt láng hết nè. Còn nhiêu đây để chiều mình chọc. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe kênh ủng hộ mình nhé.